nói ủa sao kỳ vậy? Anh nói gì kỳ, mẹ làm YouTube mà cũng được tính là thất nghiệp. YouTube là cái nghề tự do ở bên Mỹ, được tính vô ngành nghề tự do má ơi. Không chỉ ha, còn mà giống như N10TV á, mà có business license á, tức là có gọi là môn bài á, mà có đóng thế đàng hoàng á, là được mượn thêm rồi mấy chục ngàn nữa. Mà mượn chi? Mượn không có lời á. Nó tính là doanh nghiệp nhỏ bị thất thu, mà thất thu thiệt. Mẹ hồi đó quảng cáo 9 đồng, giờ quảng cáo 4 à. Thất thu là tính là doanh nghiệp nhỏ, small business. Ok, còn YouTuber nó gọi là self-employed, là cái người làm tự do. Ngày hôm qua tôi mới vừa nói một thằng ở bên Georgia nè. Nó nói anh Huy nói thiệt hả? Nó nói tao mày làm YouTube 3 năm rồi, mày lên mà apply đơn đi. Ngày hôm qua nó nói tôi, ủa anh Huy nói đúng. Đi lên luật sư cũng hỏi mày làm nghề gì, nó làm nghề tự do. Hỏi làm sao, sáng sửa xe, chiều quay phim. Quay phim làm đâu, YouTube có khai thuế không, có income vô đâu, Google trả vô nhà băng. Mày lấy cái tiền nhà băng mày đưa, tháng Google trả mày 3.000, 4.000 gì đó mày đưa vô. Bây giờ không đi lang thang được, lĩnh cách ly, tôi phải ở nhà. Đúng không, làm được 3 năm, làm được 2 năm. YouTube mà không đi lang thang, YouTuber mà không đi lang thang, trường chống cộng giống tôi ngồi ở nhà thôi. Còn mấy thằng đi lang thang quay chỗ này quay chỗ kia đi không được, review xe không được, quay máy bay không được, quay xe tăng không được, thì nó vẫn là tính vô là người làm tự do. Cũng lên cũng tháng cũng chơi, cũng được tối đa 4 tháng, tháng được 600, yên tuần được 600, tính đi, tuần 600, mẹ tháng được 2.400, tối đa 3 tháng lận má. Tổng cộng á, làm nail là tổng cộng được 4.000 đó. Nếu mà tối đa là được 4.000 đấy. Chứ không có giỡn đâu. Gọt đầu ngồi bên đó, trời ơi bên Mỹ làm nail khổ lắm, biết mấy thằng nail mẹ một. Thằng nail nó tính nhiêu thà, một nó là ngành nghề thu nhập nó trung bình nhiêu không? Biết thống kê của Mỹ. Biết thống kê nó Mỹ nó tính nail nhiêu không? Trung bình thằng nail là 50.000 đó. Tôi nói ủa hồi chiều tôi mới nói ủa làm YouTube tổng cộng cũng được tầng 600 nữa. Thế thiệt mày mới nhận 1.200 giờ 600 nữa. Thiệt. Không sao, tại vì tôi không đi ra ngoài được. Ở nhà làm tự do cứ có nhận tiền là nghề. Ở bên Mỹ nói vậy á, nó không biết nghề gì đó, không cần biết. Còn thằng nào hay làm tuồng hay bán là được quyền bán giá cao. Còn phải đặt ở với khổng cộng nhơ. Tưởng sao làm YouTube mẹ. Đó nó làm YouTube 1.000.000 người coi, còn cái thằng đài chính thống lên có 3.000 người coi rồi, là thằng nào cũng cầm máy quay phim cũng quay cũng phỏng vấn giống nhau, vậy nào chính thống nào không chính thống. Có biết mấy thằng khứa da đen mà ông Trump mời lên mẹ phát biểu không, mấy thằng đó là chùm luôn á. Nó là YouTube á, tôi nói cho quý vị nghe. Ở với khổng cộng nho ghét á, bày đặt chính thống không chính thống mẹ nó quýnh tưng bừng hết luôn. Bởi vì tôi thích gì, tôi thích đấu với lại anh Thưởng là vậy á. Mẹ đài VTV hả, mày chiếu mẹ 3.000 người coi, tao chiếu 6.000 người coi. Đó bây giờ tao 9.000 người, 100 người coi luôn nè. Đó cho mày chính thống, tao chấp mày chính thống á. Đừng có nghe mấy ông con nội mẹ đi qua này, mặt chưa gắt cái quần jean nữa, mẹ ở đâu chui trong hốc bò to nào đó. Trời Việt Kiều khổ lắm, lái xe mùa này ảnh hưởng dịch bệnh. Mẹ đi qua đi làm lậu, ok, đi làm thì tiền mặt. Xong rồi không có khai thuế, nhận trợ cấp của chính phủ, mẹ bị bợm. Hai vợ chồng không có cưới nhau, rồi bắt đầu về khai nuôi con, lấy luôn tiền con 1.000. Con vợ lãnh của chính phủ thêm 1.000 nữa, thằng chồng lãnh tiền mẹ của trợ cấp của chính phủ và nhận luôn tiền nhà trợ cấp chính phủ. Hai vợ chồng một tháng quốc của nước Mỹ hết 6-7.000 đô la. Xong xuôi rồi đến cái lúc mà người ta hỏi khai thuế, nói em có khai thuế mà chạy xe lấy sệt. Xong rồi đó biết cái con mẹ gì nước Mỹ đó có chuyện lớn quá, móc điện thoại gọi tầm bậy tầm bạ. Rồi mấy thằng đó tào lao bày đặt lên làm YouTube nói chuyện